Hôm nay đội vụ tỉnh Phát xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khách hàng cùng mọi người. Hôm nay em quay trực tiếp cái mặt thập hay thường gọi là chiếu ngựa. Cái mặt thập này là nó dài 35, dài 32, rộng 1m80 nha quý vị nhé. Em quay trực tiếp quý vị xem. Mặt này là nguyên khối nha quý vị. Đến đây em tạm dừng quay video nha quý vị. Nếu quý vị có nhu cầu làm mật thập chiếu ngựa thì xin liên hệ với bên em. Bên em tư vấn và làm giá cả hợp lý cho quý vị nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.